nhá. Mời các bạn của FC tại đám cưới ở Tân Sơn nhé. Đây là ngày 11 tháng 4 năm 2022 âm lịch. Quý vị nhớ bấm đăng ký đón xem những video tiếp theo nhé. Hai chú ở Tân Sơn. Bạn thôi thì hay đấy. Ở đấy. Hai chú Tân Sơn, hai gái ở Sơn Động. Sau này thì nếu mà ghép thì cháu chỉ sửa nha. Gái Sơn Động, hai chú Tân Sơn. Hôm nay là tại nhà ông Lăng Quốc Kỳ. Ở 62 nhà hàng có nhiều người xem lắm. Đấy, bắt đầu. Nói đi. Nếu kể cái giai đoạn sau hôm nay là cắt. Bắt đầu nói là hai chú Tân Sơn. Hai gái ở Sơn Động, hôm nay là nhà nó cũng kỳ là đám cưới. Hai gái Tân Sơn, à hai chú Tân Sơn là hát với gái Sơn Động. Thank you.
Tên đấy, tên đấy. Oh,
Thank you.
nha. Bye bye, hẹn gặp lại nha.